Xin kính chào quý vị và các bạn. Chiều hôm qua, ngày 7 tháng 10, đội U19 Việt Nam đã bất ngờ giành được chiến thắng trước một đối thủ mạnh và không có hy vọng thắng là đội Australia và giành được chiếc vé vào vòng chung kết U19 châu Á năm sau. Xin mời quý vị và các bạn cùng trao đổi với nhà báo Minh Hùng, báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh về trận chiến thắng áp đảo này. Chào anh Minh Hùng, anh có cảm thấy bất ngờ vì chiến thắng này hay không? Nếu nói bất ngờ thì đúng là có. Không phải chỉ riêng tôi mà kể cả những người hâm mộ và cả đối thủ cũng bất ngờ với trận thắng vừa qua. Theo tôi duy nhất chỉ có ông huấn luyện viên trưởng đội U19 Việt Nam là ông William là không bất ngờ mà thôi. Bởi vì ông ta đã chuẩn bị cho trận thắng này kỹ lưỡng và biết mình biết ta. Có thể nói rằng ông đã gây cho đội Úc hoàn toàn bất ngờ và giành chiến thắng áp đảo. Vậy anh có thể lý giải nguyên nhân khiến cho đội U19 Việt Nam giành được cái chiến thắng bất ngờ này hay không? Có thể nói lý giải về nguyên nhân chiến thắng này chúng ta phải lý giải từ đầu. Là do việc đầu tư đúng hướng và chọn lọc cầu thủ, tuyển chọn cầu thủ chính xác. Và cái thứ ba nữa là một cái hệ thống huấn luyện khoa học mà được coi như là được thông suốt từ bên Arsenal cho đến Hoàng Anh Gia Lai và cuối cùng là ông huấn luyện viên William. Tôi nghĩ rằng cái chiến thắng này là được kết tinh từ rất nhiều yếu tố và để đến chiến thắng này, kể cả các cầu thủ chúng ta được trang bị kiến thức học vấn ổn định, biết tiếng Anh rất là giỏi và cũng là được học hành đến nơi đến chốn và nhận thức về fair play, tức là cầu thủ chúng ta đá 3 trận với những đối thủ mà coi như là có những trận đấu mà nói là va chạm rất dữ dội, có thể ăn miếng trả miếng, nhưng cầu thủ chúng ta hoàn toàn là giữ phong cách fair play và có thể nói rằng 3 trận mà không có một cái thẻ vàng nào, đó là một cái điều rất đáng biểu dương, một thắng lợi rất lớn. Trước thành quả của đội U19 Việt Nam thì anh thấy rằng đội U19 của chúng ta có hy vọng gì trong vòng chung kết U19 châu Á sắp tới hay không? Và xa hơn nữa là cho nền bóng đá Việt Nam trong tương lai? Có thể nói rằng chiến thắng này đã giúp cho cầu thủ chúng ta thu lượm rất nhiều về kinh nghiệm cũng như là tạo được lòng tin. Chúng ta sẽ có thể đầy lòng tin để chúng ta đối đầu với những cái đội bóng U19 sắp tới. Thí dụ như U19 Trung Quốc, U19 Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Trung Á và kể cả Trung Đông. Bởi vì đó là những đối thủ rất mạnh, mạnh hơn cả đội U19 Úc. Nhưng mà tôi nghĩ rằng với những chiến thắng này, các cầu thủ chúng ta sẽ không tự mãn mà sẽ được trui rèn nhiều hơn để có thể tạo bất ngờ. Tôi nghĩ rằng sắp tới các cầu thủ chúng ta, tại vì cái vé vô vòng chung kết thế giới là 4 vé châu Á, thì có thể nếu chúng ta dám đặt mục tiêu, tôi nói gì chữ dám, tức là chúng ta phải dám nghĩ, dám làm và dám đặt mục tiêu, thì tôi nghĩ rằng cái vé thứ tư ở châu Á thì cũng không nằm ngoài khả năng của chúng ta đâu. Phải đặt hy vọng là như vậy. Còn cái về nghĩ xa hơn về cái nền bóng đá từ cái nền tảng của U19 thì tôi nghĩ rằng cái việc thứ nhất là tôi mong mỏi là Liên đoàn bóng đá Việt Nam khoan hãy nhúng tay vào cái thành quả này, là bây giờ để cho các cầu thủ này do U19 Việt Nam nhưng mà do Hoàng Anh Gia Lai đào tạo thì nó tốt hơn là Liên đoàn bóng đá Việt Nam lại nhúng vào, tại vì họ nhúng vào cái gì là hư cái nấy. Cho nên tôi nghĩ rằng cái quan trọng nhất là Liên đoàn bóng đá Việt Nam khoan hãy nhúng vào và tiếp tục đầu tư và xây dựng đội bóng U19 này thành một đội bóng có thể nói rằng nòng cốt cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Xin cảm ơn anh Minh Hùng và hy vọng đội U19 của chúng ta sẽ tiếp tục làm nên những điều bất ngờ to lớn hơn tại vòng chung kết năm sau ở Myanmar. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình bình luận bóng đá của báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.